xin chào các bác nha. Tối hôm nay sau đây chế biến món là rau dớn. Đây rau dớn tôi đã đi mua về đây rồi các bác nhá. Đây rau dớn này, tôi mua 2 mớ. Đây rau dớn của bà con này bán ở ven đường. Đấy, rất nhiều loại rau củ quả. Rau dớn này đỗ này, bí chuối, củ chuối rồi mướp các thứ nhé. Đây của bà con dân tộc đây. Đây mình chủ yếu là người Mông em nhỉ? Vâng ạ. Đây bà con chủ yếu đây là người Mông. Suối Bu ấy, đây là Suối Bu em nhỉ? Bản Hốc. Ba Cầu ạ. Chợ 5.000 đúng không? Chợ 5.000. Đấy, đây là chợ 5.000 ở Ba Cầu nhé, huyện Văn Chấn. Gần chỗ tôi làm thôi. Đấy, đủ các loại rau củ quả. Đấy, chiều bà con ra đây bán, có khi bán cả buổi sáng đấy. Đấy buổi sáng em có bán không? Buổi sáng em đi lấy đồ về, buổi chiều em bán. Lấy ở tận đâu? À, rau này phải hại ở suối nhỉ? Cho anh quay một tí nhá. Rau dớn này, đây là rau dớn này các bác nhá. Đây tôi vừa mua 2 mớ rồi để làm món rau dớn xào. Đây là đỗ cô ve nhỉ? Đỗ đũa chứ nhỉ? Đây là rau sắn đúng không? Đấy, rau sắn. Đây là rau dớn. Còn đây là quả đỗ gì? Cái này đỗ mình trồng hay đỗ trên rừng? Cái này giống như đỗ khế nhỉ? Đây quả đỗ khế này. Đấy, đây là bí chuối. Chuối măng. Đây bà bán những gì đấy? Bà bán quả bí đấy. Bí chuối, chuối rừng. Trong mua rau dớn rồi, để mai mua bí sau. Hôm ăn một món thôi. Đấy, kia. Đấy, đây bán rất nhiều đồ, toàn là đồ rừng, đồ sạch ấy. Rau sạch. Kia còn có cả khoai kìa. Đây là chợ 5.000 nhá. Đấy, quay cho các bác xem chợ 5.000 gần chỗ tôi làm đây. Đấy, mỏ tôi là kia. Đấy, mỏ đá là kia nhá. Có nhiều bác quay về cái chợ này rồi. Đấy, ở đằng kia để bán thuốc nam này, các loại thuốc. Đấy, về bây giờ tôi sẽ chế biến nhá. Đấy, hôm nay tôi sẽ chế biến món rau rừng, rau dớn rừng xào tỏi. Đấy, ok. Thế bé gái này dễ thương không? Mua ủng hộ. Thế mua rau thì mua ủng hộ thôi. Đấy, tôi đến đây tôi thấy. Đây là con gái chị à? Ừ. Con gái chị à? À đấy. Thế thì bé gái dễ thương quá thì quay video. Mua ít quay ủng hộ em bé gái. Quay bao nhiêu đấy bà? Cười đi. Xin gái chưa? Chào đi, tôi thấy chào. Rồi, xin gái. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi à? Rồi, xin gái nhé. Cái này bao tiền một cân, bán nào? Thế để cho em một cân thôi nào. Cái này hầm xương đấy nhỉ? Khoai này. Hả? Hầm xương khoai nào ngon hơn? Khoai này. À đây đấy, thì lấy cái loại đấy, lấy bở bở ngon ngon đấy. Này chị mua xong. Quay sọ bi nhỉ? Nó nhỏ nhỏ. À khoai đỏ đấy, ngon. Mua về hầm xương. Mai cái cây nhá. Mai đấy. Sọ bơ, sọ bơ, sọ bơ. Mua quả hay không bở? Mua cái sắn trắng kia quá. Sắn này là... Ôi mà cho tao củ này này chồng. Sắn này là sắn gì? Này nó có thể lấy đi đâu mà ăn. Biết là của ai chứ mua thôi. Cái này bở hay gì ạ? Sáng mai em lên nhé. Nhìn vỏ nó màu hồng hồng nhỉ? Sắn không? Nhìn... Này là bở không? Bở đấy.
một tổ banana giả nhá. Luộc luộc kê bắp. Giả nhưng mà giả nguyên như này nhá. Ừ. Luộc rồi thì còn giả như thế này. Dạ ạ. Củ khoai kia luộc xong với bắp nó còn chưa. À. Lấy tắt chỗ đấy à? Thôi lấy tắt xem được bao nhiêu thì được. Mua mang về mà mai mang về Yên Bái ăn. Được cân rưỡi không? Được cân 6 thôi. Cân 7 à? Mua cho bà nội. Cân 7 là 17 nghìn rồi. Chị này mua được sẵn. Trong Nam gọi là khoai mì đấy. Này luộc ăn ngon. Thế để em gửi tiền. Cái này một canh là 15.000, là có 6 lọc. Dạ. Canh 15.000 ạ. À 15.000 một cân à? Ừ. Không phải 10.000 à? Ừ, 10.000 cái này. À 10.000 cái đấy à? Cái này 15.000 à? Ừ. Cái này 15.000. Một cân là 15.000. 6 là 6 lạng là 9.000 nữa. Đúng không? 6 lạng là 9.000 nữa là thành 15 với 9 là 24.000 đúng không? Ừ. Ừ. Okay. Trả nó cho con mua cho con. Trả lại em 5.000 được. Ốc kia cậu xin nhá. Ừ. Mong sữa ạ. Cần 5.000 không? Đây đưa 5.000 này được. Rồi rồi em xin.